Còn với Hoàng Lớp Gia Ta thì đây một thần đồng Gia Ta múa không chạm đất, nên là anh ta có thể bay năm sách một cách cực kỳ mượt mà và hiệu quả. Hoàng Lớp Gia Ta vẫn bay rất kỹ nghệ, đưa tướng quân xem cho người chơi đánh Gia Ta thì thôi học rồi. Rõ ràng là Hoàng Lớp Gia Ta cũng là một người chơi đang kinh nghệ đấy đang ở trong trận đấu này. Đây là một bài thủ của anh ta. Hoàng Lớp Gia Ta bay nào bay lên từ vị trí của đó là Gia Ta hủy diệt đối phương và bay lên rồi rất đẹp đến từ vị trí của Hoàng Lớp Gia Ta. Đang tích nội lại đến từ Gia Ta của anh ta đúng là như một thói quen vậy. Đây rồi, Lớp Gia Ta tiếp tục chờ đợi từ đây cả băng lên từ bay tốt và sau đó là đi về thành công và đó chính là Hoàng Lớp Gia Ta. We'll be right back.